Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp MB. Khác với mọi hôm thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem con xe Nhật bãi tay công thương hiệu GT. Dòng xe này thì nó có cấu tạo khung nhôm và càng nhôm luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cụ thể hơn từng cái bộ phận của nó cho mọi người xem. Đầu tiên phải nói đến là cái phần màu sơn. Thì màu sơn này đã có tuốt lại toàn bộ rồi. Và trên xe không phải là màu sơn zin của xe. Khung sườn được cấu tạo bằng nhôm và cái càng xe này nó cũng bằng nhôm luôn. Mặc dù màu sơn đã tuốt lại toàn bộ nhưng mà như mọi người cũng thấy là bên mình làm cái màu sơn rất là kỹ và nó cũng không thua kém gì cái màu sơn zin cả, tại vì vẫn giữ lại được những cái tem zin của xe giống như thế này. Ở đây nó còn cái tem là Made in Taiwan, tức là xe này nó được gia công tại Đài Loan nhưng mà nó phải đạt tiêu chuẩn của Nhật cho nên mới được xuất vào thị trường Nhật. Vì thế là mọi người sẽ thấy được những cái tem nội địa tại Nhật giống như thế này, cũng như là cái phần phía dưới ống sườn này của xe nó cũng còn một cái tem đăng ký đăng kiểm tại thị trường Nhật luôn. Đây, ngay chỗ này, đùi dĩa của xe là đùi dĩa nhôm và nó có hai tầng dĩa. Ở phía sau thì xe nó sử dụng cái cụ đề Shimano R2300 với đó là 9 cái tầng lip, tức là xe có tổng cộng 18 tốc độ số nặng và nhẹ khác nhau. Cái dĩa này thì bên mình có phủ nhẹ cái màu sơn bạc lên, tại vì cái dĩa nó có hơi bị rỉ một tí, nói chung là một tí thôi chứ nó không có nhiều. Để mình quay gần lại hơn cho mọi người xem được cái hình thức của nó. Mọi người mua xe bên mình nó cứ việc yên tâm, tại vì những cái chi tiết nhỏ nhặt như thế này mình đều nói rõ hết luôn. Nếu mà ai thích thì mua chứ mình không có giấu. Vì vậy mua xe bên mình mọi người cứ việc yên tâm, không có sợ bị lầm đâu. Đây là cái đùm sau của xe, đùm này nó còn khá là mới và đẹp. Căm hay còn gọi là nan hoa đó thì nó là inox và nó không bị rỉ sét. Vành niền là vành niền nhôm hai lớp. Xe này thì nó có cái lốp là 700x25C. Lốp này là loại lốp ít gai, sử dụng để đi trong đường bằng phẳng. Nó ít ma sát, vì thế là nếu mà sử dụng cái lốp này thì đi nó sẽ rất là mượt và rất là trớn. Cả trước và sau nó đều sử dụng cùng một cái lốp này. Ngoài trước và ở phía sau thì nó cũng sử dụng cái phanh hàm nhôm 3 miếng đồng bộ với nhau. Đây là cái phanh phía sau mình vừa quay, còn đây là cái phanh ở phía trước. Đùm phía trước thì ngoại hình nó cũng còn khá là đẹp, cũng tương đối giống với cái đùm phía sau. Nan hoa phía trước này cũng là nan hoa inox luôn. Bây giờ thì mình sẽ test thử cái cùi đề này của xe cho mọi người xem. Xe có 2 dĩa và 9 lít, tức là tổng cộng nó có 18 tốc độ số nặng và nhẹ khác nhau. Trước khi mà đăng lên bán thì bên mình đã kiểm tra, vệ sinh và căn chỉnh hết rồi. Mua về mọi người chỉ việc sử dụng thôi chứ không có cần thao tác và can thiệp gì thêm cả. Để mình sẽ đo luôn cái phần ống đứng, ống ngang cũng như là cân nặng của xe này cho mọi người xem. Ống đứng của nó thì mình đo được là 53, đúng với nhà sản xuất đưa ra. Còn cái phần ống ngang khi mà đo song song với mặt đất thì nó cũng tầm khoảng là 53 luôn. Cho nên nó sẽ hợp với người dùng cao từ 1m70 trở lên. Nếu mà dưới 1m70 thì đi sẽ khá là với. Tổng trọng lượng của xe này là khoảng 10kg. Và đây là ngoại hình phía bên còn lại của xe. Có một chi tiết mình cần đề cập là cái phần dây quấn của xe này nè. Là nó, cái loại dây quấn này là loại mới, mọi người có thể thay thế rất là dễ dàng với những cái màu sắc khác. Ở trên thị trường nó bán những cái tai quấn, dây quấn như thế này rất là nhiều. Xe này thì nó sử dụng cái bộ rúp đi kèm với cái tai lắc Shimano ở phía trên. Nãy giờ thì gần như là tất cả những chi tiết phụ tùng của nó mình đã nói với mọi người hết rồi. Mọi người xem video nếu mà còn thắc mắc gì nữa thì cứ alo cho mình vào số điện thoại mình để góc màn hình. Những cái dòng xe cũ như thế này thì nó không có sử dụng chân chống, cho nên là những ai thắc mắc đó thì mình cũng sẵn đây mình nói trong video luôn. Đa số là những dòng xe cũ này họ hay sử dụng cái đầu gác giống như mình đang gác cái chiếc xe này lên, chứ họ không có sử dụng chân chống. Rồi, nếu mà còn thắc mắc gì nữa thì cứ alo cho mình. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Xe đạp MB chân thành cảm ơn.